Hoi Shikni, mình là Trang và chào mừng các bạn đến với kênh Cùng Trang Học Tiếng Séc. Mình xin lỗi vì trong thời gian qua mình không quay video, đó là bởi vì vào dịp Giáng sinh thì mình cũng nghỉ ngơi và đi tụ tập, thế nên là hơi lười. Mong các bạn thông cảm. Nhưng mà mình hứa là sang năm mình sẽ quay video đều đặn hơn. Ở trong những bài trước thì chúng ta đã học cách chia động từ ở thể hiện tại rồi. Nhân dịp năm mới chúng ta sẽ học cách chia động từ ở thì tương lai để chúng ta có thể kể cho nhau nghe về những dự định của năm 2021 nhé. Chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai khi muốn diễn tả một sự việc sẽ xảy ra. Để có thể chia các động từ ở thì tương lai, trước tiên chúng ta sẽ phải học thuộc lòng cách chia động từ be ở thì tương lai đã. Động từ be chúng ta sẽ chia ra là would do, budesh, bude, budeme, budete, budo. Như các bạn thấy thì đuôi của động từ be ở thì tương lai nó sẽ giống như là động từ bất quy tắc ở thì hiện tại. U, s, e, eme, ete, o. Thế nên là cũng khá dễ để nhớ đúng không ạ? Để có thể chia các động từ khác ở thì tương lai thì cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần lấy động từ be ở thì tương lai sau đó cộng với cả động từ nguyên thể. Ví dụ như là động từ pracovat, làm việc. Khi chúng ta muốn nói sang tương lai là sẽ làm việc thì chúng ta sẽ chia ra là budu pracovat, budesh pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat, budou pracovat. Chúng ta thử chia động từ tiếp theo nhé. Odpočívat, nghỉ ngơi. Budu odpočívat, budeš odpočívat, bude odpočívat, budeme odpočívat, budete odpočívat, budou odpočívat. Chúng ta thử một động từ nữa nhé. Posílat, gửi. Budu posílat, budeš posílat, bude posílat, budeme posílat, budete posílat, budou posílat. Quá là đơn giản luôn ý. Như mình đã nói thì trong tiếng Séc đi song song với cả những quy tắc thì sẽ luôn luôn có những ngoại lệ. Động từ be cũng là động từ bất quy tắc ở thì tương lai. Như các bạn thấy thì khi chúng ta nói là tôi sẽ là thì mình sẽ không nói là budu be mà mình chỉ nói đơn giản là budu thôi. Và sau đây sẽ là ba động từ bất quy tắc tiếp theo mà chúng ta sẽ phải nhớ là khi dùng ở thì tương lai chúng ta sẽ chia theo cách khác chứ không thêm budu nữa. Đó là động từ yit, chia sang thì tương lai sẽ là puidu, puidesh, puide, puideme, puidete, puido. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không nói là budu yit, budesh yit, như vậy là sai. Tiếp theo là động từ yet, chia ra sẽ là poyedu, poyedesh, poyede, poyedeme, poyedete, poyedou. Động từ tiếp theo là động từ letet, bay. Poletim, poletish, poleti, poletime, poletite, poleti. Vào cuối năm cũ hoặc là đầu năm mới, mọi người ở phương Tây thường sẽ liệt kê ra một danh sách mà trong đó họ sẽ viết ra những mục tiêu mà họ muốn đạt được trong năm mới để hoàn thiện bản thân hơn. Cái đó trong tiếng Séc được gọi là předsevzetí. 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 Năm nay mình có tận 10 cái předsevzetí. Cũng khá là nhiều so với cả mỗi năm, nhưng đó là bởi vì năm nay là một năm cũng khá là đặc biệt. Nào là corona, mình cũng quá 30 tuổi rồi. Lại mới bắt đầu làm YouTube. Thế nên là có tương đối khá nhiều việc để phải làm. Các bạn hãy cùng mình xem trong danh sách đấy có những gì nhé. Và nhờ cô đấy chúng ta có thể học được một vài từ vựng nữa. Tak, za prvé. Budu vstávat v 8 hodin. Tôi sẽ thức dậy vào lúc 8 giờ. Za druhé. Budu každý den cvičit 30 minut.
Hàng ngày tôi sẽ tập thể dục 30 phút. Za třetí. Budu chodit spát o půl noci. Có nghĩa là tôi sẽ đi ngủ vào đúng lúc 12 giờ đêm. Půl noc có nghĩa là nửa đêm. Za čtvrté. Jednou týdně budu vydávat nové video na YouTube. Có nghĩa là một tuần một lần tôi sẽ ra video mới lên YouTube. Za páté. Jednou měsíčně budu jezdit na výlet. Có nghĩa là một tháng một lần tôi sẽ đi dã ngoại. Za šesté. Pokud možno, pojedu na dovolenou do zahraničí. Có nghĩa là nếu có thể, tôi sẽ đi nghỉ mát ở nước ngoài. Za sedmé. Budu předělávat pokoj pro by. Có nghĩa là tôi sẽ sửa lại phòng cho by. Za osmé. Budu pěstovat kytky a zeleninu. Tôi sẽ trồng hoa và rau. Za deváté. Budu třídit odpadky. Có nghĩa là tôi sẽ phân chia rác. A poslední za desáté. Budu vyhazovat staré oblečení. Có nghĩa là tôi sẽ vứt quần áo cũ đi. No, tak to jsou moje předsevzetí na rok 2021. Doufám, že všechny splním. A co vy? Máte taky nějaké? Napište mi do komentářů, prosím. Tak se mějte hezky a přeju vám všem krásný nový rok. Příště, ahoj!